Ananda said, "I recognize that the seeing nature does not return to anything, but how can I come to know that it is my true nature?" À, lúc đó thì Ananda phải thưa với Phật rằng là con biết rằng cái tánh của con ấy, tánh của con, tánh tánh thấy của con ấy thì không trở về, không có chỗ trở về hoặc là không trở về cho chỗ nào cả. But how can I come to know that? Nhưng mà làm sao con biết được that it is my true nature? À, làm sao con biết được đó là chân tánh của con? À, con biết là nó, cái tánh thấy đó là không có chỗ trở về rồi. Nhưng làm sao con biết nó là tánh, cái chân tánh của con? Phật bảo ngài Anan rằng, the Buddha told Ananda. Phật bảo ngài Anan là, now I have a question for you. À, bây giờ ta nên lại hỏi ông, hoặc là ta lại có câu hỏi cho ông đây. At this point, you have not yet attained the purity of no outflows. Tuy hiện tại là ông chưa chứng được quả, chứng được cái sự thanh tịnh vô lậu, đúng không? Chưa được thanh tịnh vô lậu. Blessed by the Buddha's spiritual strength, you are able to see into the first Dhyana heavens without any obstruction. Nhưng mà nương nhờ thần lực của Phật, blessed by the Buddha's spiritual strength, tức là cái sức mạnh, cái thần lực của Phật, nương nhờ thần lực của Phật thì ông có thể thấy, you are able to see into the first Dhyana heaven. À, ông vẫn nhìn, ông có thể thấy được các cái cảnh của cõi sơ thiền. À, thấy được các cái cõi trời sơ thiền, into the first Dhyana heavens without any obstruction, mà không hề có một cái sự trở ngại nào. À, nương nhờ thần lực của Phật bỗng có thể nhìn thấy các cõi trời sơ thiền mà không có sự trở ngại. Aniruddha looks at Jambuvipa with such clarity as he might an amala fruit in the palm of his hand. Giống như là Nậu Lâu Đà, Aniruddha là ngài Nậu Lâu Đà thấy cái gì? Thấy looks at Jambuvipa, à, thấy cõi diêm phù đà. Jambuvipa là cõi diêm phù đà. With such clarity, with such clarity as he might, à, mà rõ như là trái, nhìn thấy trái Amala trong lòng bàn, trong lòng bàn tay. Rõ như là nhìn trái Amala trong lòng bàn tay, an Amala fruit. Rõ như là nhìn thấy trái Amala trong lòng bàn tay. Bodhisattvas can see hundreds of thousands of brilliance. À, Bồ Tát thì, chư Bồ Tát thì có thể thấy trăm ngàn thế giới. Bodhisattvas can see hundreds of thousands of realms. The first commons of the ten directions see everything throughout the pure lands as the modest as fine most of dust. Thế còn Như Lai, Thế Tôn, chứ Thế Tôn thì sao? Thế Tôn ở trong mười phương thì nhìn tất cả mọi vật throughout the pure lands as numerous as fine most of dust. Nhìn thấy tất cả mọi thứ trong tất cả các cái quốc độ thanh tịnh, các cái cõi nước thanh tịnh, như là nhiều như là số hạt bụi vi, nhiều như số hạt bụi vi trần. Nhìn thấy tất cả mọi thứ này trong tất cả cái quốc độ thanh tịnh là nhiều như số hạt vi trần. Living being sight does not extend beyond a fraction of an inch. Thế còn chúng sanh thì sao? Tức là ngài đang so sánh cái cảnh thấy của từng chúng sinh, đúng không? Từng cái cảnh giới một. Tuy nhiên chúng sinh thì không thể nhìn rõ như thế, dù chỉ là một phần của một inch, một tấc. Living being sight. À, thế còn cái thấy của chúng sinh thì does not extend, không thể vượt qua được là một cái phần của một inch, không nhìn thấy. Cô chỉ có mỏng, mỏng như một phần của một inch thôi thì họ cũng đã không nhìn thấy rồi. Ananda, as you and I now look at the palace where the four heavenly kings reside and inspect all that moves in the water or dry land or in the air, some are dark and some are bright, varying in shape and appearance,
Yet all are nothing but dust before us, distinctions and obstructions. À, Ananda, như là bây giờ đây ta và ông có thể thấy các cung điện của cõi trời thì four heavenly kings reside, có thể nhìn thấy các cung điện mà tứ thiên vương đang ở, bốn vị thiên vương đang ở ở đang cư trú. And inspect all that moves, và chúng ta bắt đầu là gì, inspect, chúng ta bắt đầu nhìn, chúng ta thấy muôn loại hình, muôn loại hình tượng như nào đấy. Inspect all that moves, tất cả những cái gì, tất cả những vật mà chuyển động ở trong nước này, trên dry land, di chuyển trên đất khô này, di chuyển trên đất khô này, in the air này, trong hư không. Some are dark, some are dark là có một cái, có cái thì tối. Some are bright, có cái thì sáng. Varying in shape and appearance, nó rất là khác biệt nhau, muôn loại hình tượng, hình dáng và kích thước, hình dáng thì hình dạng và kích thước thì nó rất là khác nhau. Yet all are nothing but dust before us, distinctions and obstructions. Nhưng mà tất cả những thứ đó không phải, chẳng một thứ gì mà không phải là trần cảnh, là kết quả của chướng ngại, từ sự phân biệt, distinctions là phân biệt, and the obstructions là chướng ngại, và tất cả những thứ mà chúng ta quan sát được đó thì tất cả không phải là thứ gì khác mà chính là cái trần cảnh. Dust là cái bụi trần cảnh ở trước mắt chúng ta. Among them, you should distinguish which is self and which is other. I ask you now to select from within your seeing which is the substance of the self and which is the appearance of things. Và trong tất cả những thứ đó, trong tất cả những cái thứ đó thì ông phải phân biệt rõ, ông phải phân biệt rõ cái nào là ông và cái nào chẳng phải ông. Which is self, cái gì là của ông. And which is other, cái gì là của người khác. I ask you now, nay ta lại hỏi ông, to select from within your seeing, hãy lựa chọn trong cái thấy của ông. Which is the substance of the self, cái gì là cái thể của ông. Substance of the self, thể của ông. Và cái gì là, which is the appearance of things, những cái gì là cảnh tượng của vật, cảnh vật, cảnh tượng của vật. Ananda, if you take a good look at everything, everywhere within the range of your vision, extending from the palaces of the sun and moon to the seven gold mountain ranges, all that you see is not you, but are things of different features and lights. Ananda, nếu như mà ông dùng hết cái thị lực, take a good look at everything everywhere, ông nhìn tận hết tất cả các cái khả năng của mình á, nhìn hết tất cả các thị lực, good look at everything, và nhìn xem xét tất cả mọi thứ, xem xét tất cả mọi vật, tất cả mọi nơi, within the range of your vision, extending from the palaces of the sun and moon to the seven gold mountain ranges, từ những cái gì, từ cái cung điện của mặt trăng, của mặt trời mặt trăng, đến cái gì, seven gold mountain ranges là gì đấy, cái dãy núi bảy báo, dùng hết tận thị lực mà xa đến tận cung điện mặt trời, cung điện mặt trăng và núi, dãy núi, những dãy núi bảy báu. All that you see is not you, but are things of different features and lights. Tất cả những thứ mà ông nhìn thấy đó thì không phải là ông. Mà chỉ là những cái thứ gì đấy ạ? Những cái thứ gì đấy? Cảnh vật thôi, và chúng không phải là ông. But are things of different features. Những cái thứ của tất cả những cái loại ánh sáng và các cái cảnh vật khác nhau, muôn loại ánh sáng và cảnh vật khác nhau. But are things of different features and lights, và những thứ ông thấy đấy không phải ông, mà chỉ là những cái ánh sáng và những cảnh vật khác nhau. At closer range, you will gradually see clouds floating, birds flying, wind blowing, dust rising, trees, plants, rivers, mountains, grasses, animals, people, all of which are not you but things. Thế còn gì đây ạ? Lần lượt ông quan sát gì đây? Quan sát này, từ từ ông dần lần lượt, gradually ông quan sát này. Clouds floating, mây bay, birds flying,
mây trôi chim bay, clouds floating, mây trôi birds flying, chim bay wind blowing, gió thổi, dust rising là bụi, bụi tốc lên, bụi bốc lên đúng không? Trees, các cây, cây cối, trees, plants, trees là cây to đúng không? Kiểu cây to, plants là những cái cây nhỏ nhỏ đó, cái cây, cái thân thân, thân mềm, thân cỏ. Rivers, sông, mountains, núi, sông núi, grasses, cỏ. Animals, động vật, people, loài người. Thì all of which, tất cả những cái thứ đó thì đều, tất cả những cảnh vật đó thì đều chẳng phải ông. Tất cả những thứ đó đều là không phải ông, phải đều là cái cảnh vật. But things, đều chẳng phải là ông. Ananda, all things near and far have the nature of things. Tất cả những cái gì đấy này, Ananda, là những cái cảnh vật này dù xa hay gần, gần hay là xa, near and far have the nature of things, thì đều có cái tánh gì, bản tánh của trần cảnh. Mình sẽ dịch ở đây là trần cảnh, tức là trần cảnh tức là những thứ ở bên ngoài. Have nature of things, although each is distinctly different, they are seen with the same pure essence of seeing. Mặc dù là chúng có những cái sai khác rất đặc thù, although each is distinctly different, chúng có những cái sai khác, tánh sai khác đặc thù, nhưng mà tất cả đồng thấy ở trong cái tánh thấy thanh tịnh và tinh khiết của ông, đúng không? They seen, nó được thấy bởi with the same pure essence of seeing. Nó đồng thấy ở trong cái tánh thấy thanh tịnh và tinh khiết của ông, hay là của tánh thấy, nó đều được thấy bởi, hay là thấy ở trong cái gì đây, tánh thấy thanh tịnh và tinh khiết của ông. Thus, all the categories of things have their individual distinctions, but the signature has no differences. Tất cả những cái phân loại đó, mỗi loại cảnh vật đó thì đều có sự sai khác. Thus, all categories of things have their individual distinctions. Nó cũng thế đúng không? Ở trên này nó cũng nói là gì đấy? Also, each is distinctly different. Dưới này thì cũng nói là gì? All the categories of things have their individual distinctions. Ý như là vẫn nói là gì? Mỗi loại cảnh vật thì đều có sự sai khác, cá biệt, tức là nó đều có những sự sai khác đặc thù. But the signature has no differences. Nhưng mà cái thấy, cái thấy thì nó không, không khác biệt. This essential wonderful brightness is most certainly your signature. Cái nhiệm màu trong sáng và tinh khiết này thật sự là cái tánh thấy của ông. This essential wonderful brightness là gì đấy? Cái nhiệm màu trong sáng và vi diệu. Brightness trong sáng, wonderful nhiệm màu đúng không? Nhiệm màu trong sáng, essential là kiểu tinh khiết, tinh túy. Nhiệm màu trong sáng tinh khiết này thì đều là thị giác, đều là cái tánh thấy của ông. Thì chắc chắn là tánh thấy của ông rồi. If seeing were a thing, then you should also be able to see my seeing. Nếu như mà tánh thấy là một vật thì ông cũng phải nhìn thấy cái tánh thấy của ta. Also be able to see my seeing. Ông, nếu tánh thấy là một vật thì ông phải nhìn thấy cái tánh thấy của ta. If you say you see my seeing when we both look at the same thing, then when I'm not seeing, why don't you see my not seeing? Okay, tức là nếu ông bảo rằng, if you say you see my seeing, nếu ông bảo rằng là ông thấy cái tánh thấy của ta, cái thấy của ta, thì when we both look at the same thing, nếu như chúng ta cùng nhìn thấy một vật, ta và ông cùng thấy một vật, cùng nhìn vào một nơi giống nhau, cùng nhìn vào một vật, cùng nhìn một nơi giống nhau, cùng nhìn một vật giống nhau. Then when I'm not seeing, khi mà ta không nhìn thấy, thì tại sao ông không nhìn thấy cái không nhìn thấy của ta? Đúng không? Tại why don't you see my not seeing? Tức là seeing là một vật mà, cho not seeing thì cũng là một vật đúng không ạ? Why don't you see my not seeing? Thế tại sao ông không nhìn thấy cái không nhìn thấy của ta? Tức là tính là thoát nghĩa hơn là gì đấy? Vậy khi ta không nhìn vào nơi đó thì ông có thấy cái thấy của ta chăng? Nghe nó sẽ sát nghĩa hơn đúng không? Nhưng nếu như dịch sát nghĩa hơn là như thế, tại sao ông không nhìn thấy cái thấy của ta? If you do see my not seeing, nếu ông nhìn thấy cái không thấy của ta. Uh-huh.
cho dù là ông có thể thấy thị giác của ta, đây là if you do see my not seeing, nếu ông nhìn thấy cái không thấy của ta, it is clearly not the thing that I am not seeing. Thì rõ ràng là gì đấy, nó không phải cái vật mà ta không thấy. Cho dù ông có thể thấy cái thấy của ta khi chúng ta cùng nhìn vào một nơi giống nhau, nhưng hiển nhiên là ông sẽ chẳng thể thấy gì thị giác của ta khi ta nhìn sang nơi khác, do bởi ông chẳng thể thấy thị giác của ta khi ta nhìn sang nơi khác, nên chắc chắn thị giác của ta không phải là một vật. If you do see me not seeing, it is clearly not the thing I'm not seeing. If you do not see my not seeing, if you do not see my not seeing, then it is clearly not a thing. How can you say it is not you? Nếu ông không nhìn thấy cái không nhìn thấy của ta, then it is clearly, nó rõ ràng là nó không phải là một vật. And how can you say it is not you? Thì tại sao ông lại nói là nó không phải là của ông? Khi mà mình nhìn, mình dịch những cái câu mà nó cứ nó rất là phủ định, nó rất là nhiều tầng phủ định ấy, thì nó sẽ rất là tối nghĩa, nhưng mà nó sẽ rất là nghĩa nó không được thoát ý. Nhưng mà nếu mà dịch sát nghĩa ra là như thế, hoặc nếu các bạn đã nghiên cứu kinh văn rồi, kinh văn tiếng Việt, hoặc là nghe các lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi, thì các bạn sẽ rất là hiểu, nó rất là rõ, đúng không? If you do see my not seeing, it is clearly not a thing that I am not seeing. If you do not see my not seeing, then it is clearly not a thing. How can you say it is not you? Nếu ông nhìn thấy cái không thấy của ta, thì nó rõ ràng không phải là cái mà ta không thấy. Thế còn nếu mà ông không nhìn thấy cái không thấy của ta, thì nó rõ ràng không phải là một vật. Thì tại sao ông nói, tại sao ông có thể nói là nó không phải ông? What is more? If your seeing is a thing, things should also see you when you see things, with substance and nature mixed up together. You and I and everyone in the world are no longer in order. À, thêm nữa là gì? Thêm nữa là if you see a thing, nếu ông nhìn thấy cảnh vật, chẳng cảnh, thì things should also see you, thì cảnh vật cũng nhìn thấy ông when you see things. Thì cảnh vật cũng sẽ thấy ông. Khi ông nhìn vật thì vật cũng, khi ông thấy vật thì vật cũng thấy ông. With substance and nature, nếu như mà cái cảnh vật, đúng không ạ, và cái tánh mà nó hỗn loạn như thế, nếu cái tánh thấy và cái cảnh vật nó hỗn tạp như thế, thì you and I and everyone in the world, ta và ông cùng mọi thứ, mọi người ở trên thế gian này đều chẳng thể phân định rõ ràng, no longer in order. Chẳng thể phân định rõ ràng được. Ananda, if when you see it is you and not I who see, then the signature pervades everywhere. Therefore, whose is it if it is not yours? Ananda, nếu khi mà ông thì thấy thì nó là ông, chỉ còn chẳng phải ai. Khi ông thấy thì đó là ông, chứ không phải ta nhìn, ta thấy. Nếu ông thấy thì nó là ông, chứ không phải ta thấy. When then the signature pervades everywhere, khi mà cái tánh thấy nó gì đấy, nó bao trùm khắp tất cả mọi nơi. Cái tánh thấy nó bao trùm khắp tất cả mọi nơi. Therefore, whose is it? Thế thì nếu nó không phải ông thì là của ai? Therefore, whose is it? Whose is it if it is not yours? Nó không phải của ông thì của ai? Why do you have doubts about your own true nature and come to me seeking verification, thinking your nature is not true? Tại sao lại còn tự nghi ngờ? Doubts about your own true nature. Doubts, nghi ngờ, about, nghi ngờ về cái gì ạ? Your own true nature. Nghi ngờ cái chân tánh của mình. And come to me seeking verification. Và gì đây, gì lại còn đến hỏi ta? Lại đến hỏi ta, tức là đến tìm cái sự xác nhận của ta, xác nhận, sự chứng minh của ta. Thinking your nature is not true. Mà lại còn bảo rằng, còn nghĩ rằng là nó không phải là, cái tánh của ông không phải là chẳng chân. Cái tánh của ông chẳng chân, mà rồi còn đến hỏi ta, seeking verification, còn hỏi ta, đến hỏi ta cái gì là thật.
Ananda said to the Buddha, Phật lại thưa, Ananda lại thưa với Phật rằng, "Won't honored one, given that this seeing nature is certainly mine and does not belong to anything else, then when the first come one and I regard the palace of the four heavenly kings with its supreme store of jewels and stay at the palace of the sun and moon, this seeing completely pervades the lands of the Saha world." Bạch Thế Tôn là gì? Thưa Thế Tôn là given that this seeing nature is certainly mine, cho rằng là cái tánh thấy này là chắc chắn là của con đi, and does not belong to anything else, và không hề thuộc về tất cả, không về thuộc về trần cảnh, tức là của con chứ không phải thuộc về ai khác, không phải thuộc về thứ gì khác, mà nó là của con, chắc chắn là của con đi. When the first come in I, khi mà Thế Tôn và con regard the palace, xem thấy cung điện của tứ thiên vương, đúng không? Con xem thấy cung điện của tứ thiên vương with the supreme store of jewels. Xem thấy cung điện của tứ thiên vương. Bốn vị thiên vương tiếp đến là gì? Cung điện của mặt trăng, cung điện mặt trời. Cung điện thứ thiên vương with its supreme store of jewels, tức là gì đấy? Một cái cung jewels là kiểu châu báu, tức là tối vi diệu đi, tối thượng, nó supreme. Cung điện báu tức là thù thắng. The palace of the four heavenly kings, cái cung điện của bốn vị thiên vương, nó rất là gì đây ạ? Cung điện rất là cung điện báu thù thắng, supreme store of jewels, cung điện báu thù thắng của bốn vị thiên vương. Tiếp đến là nhìn thấy các cung điện bọc của mặt trăng, cung điện mặt trời, palace of sun and moon, cung điện mặt trời mặt trăng. This scene completely pervades the lands of the Saha world, thì cái thấy này trải rộng và trùm khắp thế giới ta. Thế giới ta bà, this scene completely pervades the lands of the Saha world. Upon returning to Saklam abode, thế còn khi trở lại, tuy nhiên khi trở lại tinh xá thì con chỉ nhìn thấy I only see the monastic grounds and the pure central hall. I only see the eaves and corridors. Thế mà khi trở về tinh xá thì con chỉ nhìn thấy giảng đường thanh tịnh, the pure central hall. Con chỉ nhìn thấy giảng đường monastic grounds. Chỉ thấy giảng đường thanh tịnh ở đâu? In the pure central hall, ở trung tâm tự viện, mà không thể gì đấy. Only see the eaves and corridors. Con chỉ nhìn thấy vách tường và mái che chứ không nhìn xuyên qua được. Con chỉ nhìn thấy tường và vách che mà thôi. World on the one. That is how the thing is. Bạch Thế Tôn, thị giác này của con cũng là như thế.